Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe sedan hạng B số tự động. Đó chính là chiếc xe Toyota Vios phiên bản G, số tự động màu trắng. Chiếc xe được sản xuất năm 2017, đăng ký tên tư nhân và đã lăn bánh được hơn 7 vạn km. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết, ở chiếc xe Toyota Vios phiên bản G là phiên bản cao nhất, được trang bị đầy đủ option như nội thất da, vô lăng bọc da tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, điều hòa tự động, đầu DVD màn hình, camera lùi, đèn pha bi xenon và còn rất nhiều option khác. Chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là rất đẹp và nguyên bản. Không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc nguyên bản, không lỗi gì và còn rất mới. Chúng tôi đang bán chiếc xe này với giá là 365 triệu đồng. Vậy nếu như quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe sedan hạng B này, thì hãy vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để ở phía dưới góc bên phải màn ảnh mà quý vị đang xem là 0905-608-883. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe trực tiếp, lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi video xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.
và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe sedan hạng B này, thì hãy vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để ở phía dưới góc bên phải màn ảnh mà quý vị đang xem là 0905-608-883. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe trực tiếp, lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi video xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.